sao? Bắt được thằng Ba Phi chưa? Rồi, bắt kẻ lên. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Thằng Tám đâu? Vô xóm rồi. Cách thằng Tâm xuống trong vào ngụy trang hầm không kịp rồi. Ở đây không lo đói rồi chú ba. Tôi không lo đói khác gì hết. Tôi chỉ lo mấy cây quảnh tầm xào thiếu đạn và mấy cây ngựa trời không biết có khăn ra nữa. Sao bảo mấy cây ngựa trời em thử, nó nổ ngon lành lắm. Ừ, bắn thử thì nó ngon ngàn à. Hai thép với ông Tám căn dặn mình ráng tiêu hao địch tại đây, cùng lắm mới rút vô hàng. Được rồi, mình chặn đánh nó tại đây. Chừng nào mệt quá thì rút vô hang. Cái hang đó từ trong đánh ra thì theo tôi rất là lợi hại. Tôi tính một người cầm búa tại miền hang, tụi nó cũng khó vô. Tôi thích xài cây đầu vuông. Cầm cây đầu vuông chú đến ngang, thằng nào cũng quay té. Tôi nổ súng anh em mới nổ, bắn cho nó nhảy té hầm. Chú nhắm bãi trong có lộ không? Không lộ đâu, ngụy trang tốt lắm. Ngoại không chịu, em đưa Thúy vô trong hang trước đi. Đi đi con. Alo, alo.
nó chiếm suối rồi. Tụi này tính ở lâu, nó chiếm suối thì ngặt cho mình lắm đó. Mình thì có dự trữ nước, nhưng nếu kéo dài cũng kẹt. Cùng lắm thì mình đánh tạt tụi nó ra để lấy nước lo gì. Thôi, xuống vô hang đi. Chết và bị thương gần 50 hả anh? Trời ơi, em với chị ba trước khi vào hang đứng lại coi rõ hết á. Còn chị ba với con Thúy đâu? Ở đây chưa đâu. Viên Út. Sao con cũng vô đây? Thôi nguy rồi. Thiệt kẹt, nó theo chị từ sáng. Biểu nó nhà với ngoại không chịu, lấn quấn bên chị lúc chiến đấu. Chị cho nó vào hang trước với năm nhớ. Con ở trong hang chơi, ở đây vui quá Viên Út. Thẩm với thằng bé bị thương đang ở chỗ nào? Dắt anh lại đó một chút. Còn vợ chồng thằng chủ đại đái đâu em? Trói bỏ trong hang xéo. Tội nghiệp thằng bé con chú Tư Râu, cánh tay nó bị thương nặng quá. Còn anh Thẩm thì đỡ hơn, không sao. Không sao mà đã có đứa khóc ầm lên rồi. Ai khóc? Nằm nhớ hả? Ờ thì nó thương anh Thẩm nó khóc chứ sao. Thương, thương mà hồi đó tới giờ không nói. Bộ phải nói hả? Sao anh Thẩm không nói? Vậy sao hồi đó, sao em dám nói trước với anh? À, ai nói nào, nói rồi nào. Hả? Mày đó Ngạn. Ờ, tao đây. Vết thương mày ra sao? Ăn thua gì chỉ tiếp mới vô màn một mà đã. Mà miễn còn dính trong đó không? Không, em coi rồi, không có miễn. Tao đã nói là không ăn thua gì đâu, nên lo cho thằng bé. Thằng nhỏ thiệt ngon, không rên la gì hết. Chắc nó nã pháo trên tiền hòn. Mình ở trong này dù có bom nguyên tử đi nữa cũng khỏi sợ. Tụi nó thuộc cà nông đánh hồn quá sức, bắn gãy cây cối hết. Cho nước sơ mộm đá, nghe biển cà nông đi lan rãng à. Còn tụi giặt ở dưới xóm, có đồng tĩnh gì chưa? Tụi nó siết chặt hang mình hơn. Từ chân hòn trở ra trường hai công đất đều có giặt. Ở gần hang thì sao? Nó chỉ vô sát cửa hang. Như vậy là rõ. Giặt nó bắn pháo dọn dẹp thì thế nào nó cũng dê đến hang. Chúng ta không còn cách nào khác là phải đánh trả. Tôi đã bố trí các tổ chiến đấu trực tiếp ở từng trạng hang, nhưng cần tập trung cho tổ giữ cửa hang. Các tổ luân phiên tốt đánh tốt nghỉ, ai không ở trong các tổ đó ở lại đây tôi tiếp tục phân công. Anh ba, để tổ tôi trực trước cho. Được thôi, nhưng tổ tôi vẫn ở sát lưng chú. Chú hai tuổi thêm em ra đây với mấy anh á. Tốt lắm. Cây cạc của em có bao nhiêu đạn? 60. Nghe nói em bắn cạc khá lắm hả? Em bắn thường. Đụng trận em tỉnh chứ. Anh đừng lo. Chiều qua về gặp ngoại rồi hả? Gặp rồi, ngoại mừng quýnh, cứ ngồi đào đầu em hoài à. Rồi ngoại còn trồng gỏi đu đủ cho em ăn nữa. Em khoái gỏi đu đủ trồng tôm lắm. Món đó anh cũng khoái à. Hồi ba má em chưa bị tụi nó giết, má em hay làm cho ba em nhậu. Thiệt lâu em mới vô hang. Hồi nãy em vô thăm lại chỗ cất mấy cái lui chứa xương cô bác với ba má em bị tụi nó đập đầu hồi nằm. May mà hồi đó chị Ba Sứ, chị Út Quyên lội xuống bào vớt được, chứ không thì chó tha hết rồi. Em lựa chỗ cho ngon đi. Dạ. Ở đây bắn khó trật được. Qua mau. Lẹ lên. Cứu tôi. Cứu tôi trời đất quay thằng ơi. Ừ.
Có rỉ chảy cái nào không chị? Có mấy cái hơi rỉ rỉ. Em ở đây để chị chạy lấy tấm ni lông, phải bọc túm nó lại mới được. Tôi lại cô Út ơi, làm ơn cho tôi xin miếng nước. Xin nước hả? Chưa được đâu. Lại coi mấy hạt gạo coi. Chị coi thằng Ba Phi này nó gan lắm. Để coi nó gan được bao lâu. Gạo còn tốt. Được 4 dạ không chị? Ừ. Đâu khoảng đó đó. Quyên à, gạo thì có nhưng nước ít lắm. Đâu thể lấy nước dự trữ đem nấu được. Anh Hai ơi, gạo thì có nhưng nước ít lắm. Bữa nay anh em ăn đỡ cơm còn lại, nhưng ngày mai phải rang gạo. Tùy cô, nhưng phải có cháo cho anh em bị thương. Diúc, Diúc ơi, nấu cơm cho con ăn đó hả? Nấu cho con, không chịu ở nhà với ngoại, vô đây cơm đâu mà ăn. Má, má ơi, nãy giờ cô người nghe chú Thẩm nói chuyện ngày xưa nghe hay ghê. Chú nói ngày xưa có một con nhỏ, một hôm má nó bị bệnh nặng, nó ngồi khóc thì có một cô tiên hiện lên, cô tiên đẹp ơi là đẹp. Nét vô, chắc tụi nó bắt đầu đánh vô hang. Bị anh em mình đánh trả. Để tôi ra coi. Thôi mấy ông ơi, cứ ở trong nghỉ cho khỏe. Chưa tới lượt tôi đâu tới mấy ông. Tụi nó bị tụi thằng Ngạn hứng hết rồi. Chạy hả? Phải ra lấy súng mới được. Cứ cho em ra ngang anh. Để tôi. Anh em, ai có dây dù quăng cho tôi. Chi vậy? Tôi sẽ cầm dây, bò ra ngoài, gom súng, buộc lại. Mấy ông trong này nắm đụng, kéo vô. Thôi chú Tư, tôi tính chút nữa thế nào tụi nó cũng tấn công. Mình sẽ đánh tụi nó dội lại rồi ao ra giật súng. Tổ tôi sẽ bắn kèm cho anh em lấy. Cũng hay, nhưng phải làm cho mau mới được. À, khi tụi tôi phóng ra thì anh em phải theo liền. Kìa, tụi nó lại ra nữa kìa. Thank you.
cô gái, là cô gái, mau đi. Nhưng Trung Quý phải nghỉ ngơi, dưỡng sức. Đánh vào hàng nữa chưa? Thưa Trung Quý, chưa. Ù mẹ, sao không đánh? Dạ, tôi không rõ, chắc chưa có lệnh. Đu mẹ, gần 1000 thằng mà không đánh vào trong hàng được. Để cho tụi nó tỉa hết đứa này tới đứa khác. Thưa Trung Quý, phải nói là tụi núp trong hàng đó lợi hại quá. Hồi trưa có mấy tên cố vấn Hoa Kỳ đi trực thăng xuống, mẹ ông cho lệnh dây xiết buộc tụi Việt Cộng trong hang phải đầu hàng, bằng không cũng chết đói chết khát. Chúng tôi cũng được lệnh biểu bỏ thuốc độc xuống suối. Cái gì thuốc độc à? Rồi nước đâu uống? Dân trên hòn không biết uống chết hết còn gì. Không, ngăn suối lại bỏ thuốc ở khúc gần hang thôi. Mấy cậu đi như vậy mỗi tháng được mấy ngàn? Mấy ngàn? 1800 chứ mấy. 1800 à? Bộ mấy cậu nói chơi thôi chứ. 1800 thì làm sao mà sống? Vậy vợ con chắc có lãnh riêng. Lãnh riêng cho mà ham. Nội vụ chỉ có bấy nhiêu đó thôi bà ơi. Vậy mà lâu nay tôi cứ ngỡ mấy cậu ăn lương cũng khá lắm chứ. Thiếm làm như quê kỳ nó không tiếc tiền. Nghe nói nó giàu lắm mà. Thì tụi nó giàu, bởi giàu nó mới bỏ tiền mướn tụi tôi đi đây. Nhưng nó dạy gì mướn giá cao, chỉ tụi tôi là dạy. Mua gì Út? Con ngoài nhà nọ về. Ở ngoài đó, có tôm cá gì không nhỏ? Mấy ông ở đây đừng xuống biển mất tử nha. Sao? Cặp biển này có một con rắn hổ mây lớn lắm đó. Nè, thiệt không mày? Thiệt mà. Con rắn nổi lên hoài, con rắn nổi lên hoài, thôi tôi về. Ủa, về. Yeah. Ê, lâu lâu mày đi chơi nghiêng bộ. Dạ, con về nha Thiếm Má. Ừ, con về. Từ sáng tới giờ hai bên đụng nhau trong hang dữ quá, không biết ra sao. Ờ, tụi biệt kích đột vô hang đều bị đánh dội ra hết. Tụi thấy sao giọng bố trong xóm đều bị lấy hết. Để khiêng tụi bị thương mà. Nè Thiếm, nói cho tụi biết, mấy ông trong hang có đông không Thiếm? Tôi đâu biết. Thiếm mà không biết, đây rồi đến lượt tụi tôi phải vô hang. Tôi ngán quá, coi chừng mấy ông trong hang quyết tử dữ. Chứ không quyết tử à? Tôi hỏi cậu nè, giả tỉ như người ta đè cậu xuống tính cắt cổ thì cậu phải tính làm sao? Hoặc lừa thế bóp họng người tính bóp cổ cậu rồi họ phóng chạy. Nếu cậu nằm im mắt cậu phải chết, mấy ông cũng vậy. Nói thiệt chứ Thiếm, tôi đâu có muốn đụng độ với mấy ông. Tôi muốn về nhà làm ruộng, giăng câu, đặt trứng, bắt lương cá nhậu chơi khỏe hơn, còn giúp được vợ dệt chiếu nuôi con. Tội nghiệp đó đó. Rốt cuộc rồi người đàn bà cũng chịu khổ, cậu thấy chưa? Khen cậu đành lòng bỏ vợ mà đi, thiệt cậu cũng là người lòng gan dạ đá. Trời ơi Thím Ba, tôi khổ lắm Thím Ba. Thôi thôi,
Chị Út ơi, em khát quá. Chị Út, sao không cho em uống nước? Chị Út ơi. Anh Thẩm, thằng bé nó đòi uống nước, em không dám cho. Không, đừng cho uống. Út Quyên bảo với mẹ ảnh là cái tay của bé không thể để vậy được. Đành vậy, nếu không em sợ nó chịu không nổi. Anh Thẩm nói đúng đó chị Út. Chị Út có nhớ La Văn Cầu tự chặt tay mình hồi em bao nhiêu tuổi không? Chị không nhớ rõ, hình như năm đó anh Cầu 22 hoặc 23. Cháu ráng chịu đau một chút, có thuốc tê cũng không đau lắm đâu. Đau ráng chịu, chỉ tiếc là mất một tay chú hai. Chị Út Quyên đâu, kêu chị vô đây với cháu. Thư này anh viết cho em là lá thư thứ 18 rồi. Má, 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 má ơi. Má đây nè con, ngủ đi, để má đi nấu nước cho mấy chú uống. Không, con ngủ, con đi nấu nước với má. Lại đây. Chim bao thấy gì? Con thấy một cô tiên có cánh, thiệt là ngộ. Chắc là cô tiên mà chú Thẩm nói hồi hôm qua cho con nghe đó mà. Mà sao coi cô tiên giống dì Út quá à? Cô kêu tên con nghe cũng y như tiếng dì Út gì đó. Cô chấp cánh đưa con leo lên, con mới kêu má đi chứ. Vậy thì lúc con kêu má, cô tiên đứng đó hả? Ừ. Con với má đi lấy nước nha. Dạ. Thúy à, con có khát nước cũng uống ít thôi. Cái ca nước má để cạnh bếp, lúc nào thiệt khát con hãy hốt một miếng ha. Dạ. Sao thằng nhỏ có đỡ không? Đỡ rồi chị, từ lúc chặt đứt khúc tay bầy này đó đi, nó không còn rên và ngủ rồi. Để chị lại trông nó, em ở đây nước sôi đổ mỗi bình to một ca thôi. Dạ. Thank you.
Chừng nào tôi bảo rút thì rút mau. Quyên đâu? Út Quyên đâu rồi? Quyên ơi Quyên! Ở đâu Quyên ơi? Quyên ơi Quyên! Cứu tôi với! Cứu tôi với đây!